Bài tập này đòi hỏi người tập phải có sức chịu đựng tốt. Không sợ, gậy gọc. Luyện tập cơ tay, cơ lưng, cơ bụng. Tiếp tục. Đau quá đồng chí ơi. Chuẩn bị. 1 2 3 vị trí tập trung. Ông ơi, đồng chí Phương Đào, cảm xúc đồng chí như thế nào khi quan sát nội dung đồng chí muốn chuyển thực hiện? Dạ, báo cáo đồng chí, theo tôi cảm nhận, ví dụ như những người tập môn khí công này sẽ mang thân hình rắn chắc, nhưng riêng đồng chí mũi trưởng là trường hợp ngoại lệ. Đồng chí mũi trưởng có dáng vẻ tròn tròn, dễ gần hơn, nên khi đồng chí mũi trưởng bước lên, mặc dù chúng tôi rất tin, nhưng mà bởi vì dáng vẻ của đồng chí đánh lừa chúng tôi nên tôi cũng sợ là đồng chí mũi trưởng sẽ mềm mình. Nhưng không, đồng chí mũi trưởng đã hoàn thành xuất sắc ạ. Đồng chí mũi trưởng cũng làm đồng đội khó khăn lắm, cũng phải đập mấy lần mới gãy được cái cây. Sau đây tôi đi vào nội dung huấn luyện. Nội dung huấn luyện của tôi gồm 2 phần. Phần 1, huấn luyện lấy khí, vận khí. Phần 2, huấn luyện ngạch công, chặt nói. Nội dung thứ nhất, huấn luyện lấy khí. Lấy khí, vận khí là nội dung bắt buộc mà người luyện tập công phá nào cũng phải trải qua. Thông thường luyện tập từ 2 đến 3 tháng. Từ tư thế đứng nghiêm, chân phải bước về tư thế trung bình tấn. Hai tay kết hợp điều khiển khí từ khí huyệt đan điền lên các huyệt đạo trên cơ thể từ 2-3 lần, khi kéo lên chỉ thực hiện hít. Hai tay kết hợp đẩy ra, quá trình đẩy trong khi thở. Hai tay cuộn đưa vào, hít, lần lượt từ tay phải đến tay trái trong khi thực hiện, đẩy ra thở đều, dồn khí, đẩy khí về tay phải, chuyển sang tay trái. Như vậy từ 1 đến 2 lần, sao cho khí công sự điều chỉnh trên cơ thể bảo đảm theo đúng ý định của mình. Tôi chuyển sang huấn luyện cao trí ngạch công, dùng tay trần chặt ngói. Người tập tiến hành luyện tập cơ bản lấy khí, vận khí. Khi đã kiểm soát được hơi thở của mình, kết hợp với rèn luyện thể lực, cứng khu vực chẹp tay. Người tập tiến hành lấy khí như vừa rồi. Cơ động đến bàn công phá ở tư thế trung bình tấn. Dùng tay trần ướm vào vị trí để chặt. Vị trí chặt, đúc tay. Có chỉ quan sát bảng tiếp giáp của đúc tay là đúng bài tập của mình. Đánh là hiểm và đánh là phải tiêu diệt. Tiêu diệt địch, các nhớ chưa? Dùng đúc tay, các chỉ thực hiện. Lúc này khí và tất cả cái sự tập trung đều ở trên cánh tay phải và ý chí của người chiến sĩ đặc công để tiến hành thực hiện. Một, đồng chí quan sát tôi làm nhanh. Hai, ba, hai. Kết thúc nội dung huấn luyện. Sau đây các đồng chí tiến hành chặt thử. Đồng chí nào xung phong ra thực hiện đầu tiên? Tôi sợ đau thì lại tài lắm chứ. Chéo cái này mới vào phần đó. Chéo như nào? Đây là gạch thì chéo. Đây là gạch thì chéo. Trong lòng bàn tay thì chéo từ trong. Đồng chí cứ bình tĩnh. Nội dung này các đồng chí làm được. Đấy, vào trong lòng bàn tay.
Đồng chí nào xung phong thực hiện nội dung này đầu tiên? Tiểu My. Mày yếu vậy con đánh đi chay nữa đồng chí ơi. Đồng chí là tự hào gì đồng chí quá. Tiếp theo đó. Đồng chí nào xung phong thì đồng chí thực hiện đầu tiên, làm cái cơ sở để động viên các đồng chí tiếp theo. Mời đồng chí, mời đồng chí. Tôi muốn mời thêm một đồng chí chiến sĩ mới nữa. Mời rượu về. Hay quá. Rồi, đồng chí chia đều vị trí ra. Đồng chí sẵn sàng chưa? Sau đây các đồng chí cho hàm quan sát bốn đồng chí chiến sĩ mới tiến hành thực hiện nội dung từ lấy khí, vận khí và thực hiện công phá các khẩu lệnh. Yeah. Bắt đầu vận khí. Chuẩn bị. Tôi đến lên ba, tiến hành chặt. 1 2 3. Đó mình cũng quan sát rất là kỹ cái kỹ năng của đồng chí giáo viên. Mình cũng hiểu được một chút về cái nguyên tắc để mình có thể chặt được mà không đau tay. Thì mình đã nghĩ là mình cần lên và thử. Thì đó mình đã lên và thử và thành công. Chuẩn bị. Chân trái bước về trước. Chuẩn bị. Tay đâu, chị đã bước vào. 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
giơ tay lên phía trước. Chị Kim Cương, tên già đúng không? Chị có đau lắm không? Đau ạ. Được, bây giờ quân y sẽ thực hiện luôn đồng chí. Ôi, nhiều máu quá. Xin phép đồng chí. Đồng chí Kim Cương, ra vị trí. Rồi sau đây các ông chí tiến hành nghỉ giải lao. Khi có tín hiệu tôi, ông chí vào tập trung. Phải đáng. Tôi thấy thì là đúng là bộ môn này nó tốt cho sức khỏe và khiến cho mình trở nên cứng cáp hơn thật. Nhưng mà đấy, giống như hôm nay về kết quả là tôi chặt được 2 phát thì tôi cũng đã test máu của bàn tay. Nên là tôi cũng nghĩ là thôi, chắc là mình cũng phải suy nghĩ về cái vấn đề có nên học bộ môn này hay không. Có thể là nó sẽ phù hợp hơn với những người là con trai hơn, tại vì là họ sẽ có một cái phần gọi là sức khỏe và cơ bắp hơn là phụ nữ.
Không sao, không sao. Tôi... Ý là hơi xây sập mặt mày ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Kết thúc nội dung huấn luyện. Sau đây, để kiểm tra khả năng, trình độ thực hành, trình độ nhận thức của các đồng chí, đơn vị tiến hành hội thao chặt ngói. Hội thao cho đỉnh của mũi được chia thành hai đội. Sau đây tôi chia như sau: đội 1 và đội 2 của đồng chí huấn luyện boxing vừa rồi. Đội 1 của huấn luyện boxing, đồng chí ra vị trí. Đội 2 triển khai bên trái. Đồng chí là ai không nhỉ? Trời ơi, đứng kế cạnh nhau luôn, cái đồng chí. Đó, đứng, đồng chí đứng tại vị trí. Được chưa ạ? Trong nội dung hội thao khí công lần này, các chiến sĩ cũ sẽ được chia vào hai đội lần lượt dựa theo chỉ số sức mạnh đã được đo của mình trong nội dung đấu võ boxing nhằm tạo ra sự cân bằng lực lượng giữa hai bên. Báo cáo đồng chí, đội tôi thiếu người ạ, thiếu người ạ. Đồng chí, nếu vậy thì chúng tôi có thể xin mời đồng chí mẫu vào đội chúng tôi được không ạ? Xin mời đồng chí mẫu vào đội chúng tôi được không ạ? Trời ơi đồng chí Kim Cương, chị có thể tiếp tục thực hiện nội dung này không? Báo cáo là nếu như mà chỉ chặt một hai viên thì tôi có lẽ tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để làm được, nhưng mà năm viên thì tôi nghĩ là chắc chắn tôi không thể thực hiện được và tôi sẽ đi luôn cái cánh tay này ạ. Đội 1 đâu? Có. Đồng chí khác sẵn sàng là chặt thêm và cố gắng để đội 1 cùng chơi và cùng giành chiến thắng không? Quyết tâm. Được. Như vậy, để thực hiện nội dung này, đối với quy tắc hội thao sau khi chia đội thì các đồng chí tiến hành chặt. Mỗi lượt thi sẽ hai đồng chí của một đội lên thực hiện, một chiến sĩ cũ và một chiến sĩ mới. Tối đa, tối thiểu là do đồng chí lựa chọn. Sau đây tôi cho các đồng chí 3 phút để đồng chí bàn chiến thuật. Thứ hai là xây dựng biểu tượng của đội hình, thể hiện quyết tâm. Thứ tư từ đội 1 đến đội 2, các đồng chí bắt đầu thực hiện nội dung này. Bắt đầu. Nghe chị, bây giờ ai thi đấu trước? Không, tại phải chặt giùm đồng chí Cương. Nhưng mà em đang thắc mắc. Nhưng mà đây thắc mắc là đây 10 viên, đây 2 viên. Mấy viên, 8 viên rồi 2 viên là 10. Đồng chí Dũng, 20 viên cho tôi. Đây là mệnh lệnh. Đồng chí là bao nhiêu viên được đây? 20 viên, đồng chí ơi. Đây là mệnh lệnh. 20 viên cao quá. Tôi gồng lên tới mét vậy. Đồng chí là bao nhiêu viên? Đồng chí là bao nhiêu viên? Viên đồng chí là bao nhiêu viên? Nhưng mà đồng chí Dũng có thể
Chắc có 10 viên nhỉ? Ai cũng 10 viên thì ai cũng 5 viên. Thôi xem các ông chí, sức của các ông chí được bao nhiêu đó. Bình thường mỗi bọn này cũng cả 200 thử, dũng chặt thì tạo 3 tối ra được bao nhiêu. Không, nhưng mà để như này nó dễ đổi tay đấy. Đừng có chặt kiểu đẩy người này xuống. Chặt thẳng cái tay nang này. Xuống. Còn những ai mà ví dụ như kiểu người không đủ nặng đấy thì phải chặt theo này để văng cái tay lên thì còn chặt được nhiều. Hai đội trưởng chú ý. Hết thời gian. Sau đây các đội tiến hành bắt đầu thực hiện. Đội 1 chuẩn bị. Đội 1 cũng chia thành lập biểu tượng và ô quyết tâm. Sẵn sàng chưa đội trưởng? Sẵn sàng. Biểu tượng của đội 1 đó chính là 1, 2, 3. Acha. Echo dữ vậy. Tay phải hết nha. Đội 2 chuẩn bị xong chưa Nguyễn Ân? Và báo cáo xong ạ. Chuẩn bị. Biểu tượng của đội 2 đó chính là 1, 2, 3. Tay to, chặt bằng thế. Tay to, chặt bằng thế. Vỗ tay. Rồi, sau đây mời hai đội về đội hình 2 ngang. Đội 1 ở hàng trên, đội 2 hàng dưới. Bắt đầu. Cố lên nha chị. Cố lên nha chị Cương. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là chuỗi chiến thắng của em nha. Chị Cương ơi, em đang trong chuỗi á. Em đang trong chuỗi nha chị Cương. Báo cáo. Cho tôi ra băng tay ạ. Ây da, tôi thấy nó hơi chập nên là nó bó vào đây, nó đang đau à. Đúng rồi, anh cố lên nha. Thắng thua không quan trọng. Cố lên nha, cố lên nha mấy yêu. Mấy lên mới chặt một cái thôi nha. Thua cũng được. Chị Cương thêm gạch đi. Bên kia đang hành canh. Quỷ em dễ sợ luôn á. Quỷ đóng cái dài mà mấy dài ma ma rồi nọ trong cung nè. Ây da. Chị Cương ơi, như vậy nhìn nó kỳ lắm chị Cương ơi. Kiểu như là mọi người ép bà Cương á, đội một kỳ vậy. Trời ơi. Quay, chị Cương là tự nguyện nha. Em người băng bỏ sạch gạch. Chính là em đó Ngọc. Chị Cương là tự nguyện. Chị Cương bảo là chị Cương sẽ chặt 5 cục. Nhưng em bảo chị Cương là 2 thôi. Rồi một lần nữa, toàn thể mũi các ông chí cổ vũ cho hai đội. Chuẩn bị. Bắt đầu. Ông chí tự thực hiện. Cứ bình tĩnh thực hiện, cố gắng. Đi giám sát chú ý. Khi có khí nhậu tôi bắt đầu thì các chị cứ hết tay lên nhá, đưa tay lên vị trí. Chị Quân chú ý, dùng cạnh bàn tay. Chuẩn bị. Xong lùi 2 bước. Bước. Đồng chí giám sát kiểm tra số lượng ngoái. Từ bàn ghế số 1. Cần cấp cứu cho đồng chí Kim Cương ạ. Cần cấp cứu cho đồng chí Kim Cương. May đây. 2 viên. 3. 4. Vừa. 5. 6. 7. 8.
Được, đội 1, đồng chí đội 1 đúng không? Báo cáo, đúng. Số ngói đội 1 giành được là 10 viên. 10 viên ngói. Được, chuyển sang tiếp tục. 1 2 3 Kiểm tra ngói ở dưới. 1 2 3 4 5 6 7 8 Như vậy đội 2 đạt được là 11 viên gói. Lần 1 về vị trí. Lần 2 ra vị trí. Đau quá. Sao? Với lần đó thì chị phải chặt 3 cục đó. Chị bị nhát thôi chứ chị chặt nó là 3 cục đó. Em có thấy tay chị nó sưng lên cục không? Ý là dù gì cũng đã tốn như vậy rồi, chị hiểu không? Tốn được như vậy rồi. Sau lượt thứ 2 thì các ông chí từ lượt 3, lượt 4 trở đi là các ông chí chiến sĩ mới tiến hành thi đấu với nhau. Các ông chó chưa? Cho đến kết thúc hết ngoái thì thôi. Hết lúc nào tính điểm lúc đó. Được chưa ạ? Các ông chí đội trưởng chú ý rõ nội dung này chưa? Nếu thế thì đừng để đồng chí Hiếu mà đồng chí râm vào luôn. Nếu ý là cái lượt này thì nên là một người khỏe chứ. Ê, thế thì phải một người khỏe chứ. Ồ thì đó nên mới kêu đồng chí. Thay đồng chí Hiếu đi. Thay không, đồng chí bên kia nhiều quá kìa, đồng chí Hiếu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đồng chí Hiếu chứ. Đồng chí râm vô luôn đi. Đồng chí râm chặt nhiều hơn. Đồng chí râm chặt nhiều hơn. Dạ thôi cho đồng chí Râm lên đi. Đi Râm nhiều hơn. Đồng chí sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị. Đừng yêu. Ngọc ơi cố lên. Hiếu ơi cố lên. Chuẩn bị. Cẩn thận. 2, 3 Lội anh bước, bước. Đồng kia giám sát, kiểm tra. 1, 2, 3, 4 Ok. Sao cái viên? Đồng chí lộn rồi, đồng viên này ngoài này mà. Vỡ cả năm viên mà. Đồng chí kiểm tra lại viên này bên ngoài mà. Tôi có đập được. Không, viên này là nãy em lấy em để chứ không phải đâu. Đồng chí ơi, kiểm tra lại. Check ba, please. Please, trời ơi. 3. Ôi, điêu quá. 4 5 Vỡ vỡ rồi. Vỡ rồi. Vỡ rồi. Vỡ không vỡ. 7 7 Viên cuối. 8 8 8 9 9 Đội 1 có đồng chí giáo viên. Đội 1 giành được 14 viên ngoài vỡ. Tình yêu chị vô tay. Nãy tôi phải 8 viên mấy chị ơi. 1 2 3 1 11 viên 2 3 6 7 8 11 viên đồng chí ơi. 11 lần hả? Tôi thông báo kết quả lượt 2. Đội 1 14 viên. Đội 2 14 viên. Đồng chí Tiểu Dương. Đồng chí về vị trí. Đồng chí Đào, tôi tin đồng chí Đào. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tôi nghĩ là tôi phải được
8 cục. Trời ơi, tôi không ngờ cái tay của đồng chí. 10 cục. Đúng vậy. Sao tôi đâu ạ? Quá vậy ta? Mấy nụ hôn là sao cái tự tin hơn hẳn. Trời ơi, nãy em nghĩ tới nụ hôn của Jun mà em tưởng em chặt được 20 viên luôn á. Đấy là chị đã nói với em là hay nghĩ về những nụ hôn đấy nhớ. Hai đội trưởng chú ý. Thông báo gần nhất, hết lần 3 là tiến hành kết thúc nội dung hội thao ở đây. Đội 1 hiện tại đang thua đội 2 một viên. Đồng chí lưu ý để đồng chí căn cứ số ngoái của đội 2 là bao nhiêu để đồng chí sắp đặt. Dạ, chúng tôi đều nâng lên là mỗi bên là 6 ạ. Chơi đại đi. Được rồi, thế thôi. Hai đứa mình chơi đại đi. Tôi sợ ông xuống hết quá. Được không được thì cũng là mình đã rất cố gắng rồi. Tăng lên, cố gắng lên. Chuẩn bị xong chưa? Lùi một bước, Hai ông chí lùi một bước. Từ trái qua phải, báo cáo số lượng ngói. Báo cáo 6 ngói. Báo cáo 6 ngói. Báo cáo 6 ngói. Báo cáo 6 ngói. Cả đội nào đạt kết quả cao hơn và đạt thành tích tốt trong lần này. Trước khi thực hiện nội dung, đề nghị toàn mũi công chí biểu dương lần cuối cùng. Bốn đồng chí chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Cố gắng. Tập trung. Chuẩn bị. Ướp. Chú ý, cánh tay ông chỉ mở ra. Tập trung. 1 2 3 Lôi 2 bước. Đồng chí giám sát bắt đầu kiểm tra. Em là VIP nhất rồi đó. Tay bị cong không xuống được hết. Mà chị thấy bên mi cũng nhiều mà. Đội 1 giành được 10 viên ngói. Được. Năm viên. 6 7 8 Chị Hô. 9 Mười rồi, bể hai góc luôn mà. Có tí theo thế kia mà lại được một viên là sao? Bể cả hai góc như này không được tính à? Đã bên kia bể một góc không được tính mà. Tôi không bị chấn thương thì đã khác rồi. Các bạn ơi, các bạn to hơn bên bọn tôi gấp đôi đó. Tôi công bố kết quả hội thao lần này như sau. Lần 1, đội 1 đạt được 10 viên ngói. Đội 2, 11 viên. Lần 2, đội 1, 14 viên. Đội 2, 14 viên. Và lần 3, đội 1 đạt 10 viên. Đội 2 đạt 9 viên. Tổng kết quả, hai đội đạt số lượng viên là 34 viên. Đội 1, 34 viên. Đội 2, 34 viên. Kết quả, chung cuộc, hòa. Một lần nữa, chúc mừng kết quả công chí đạt được. Chúc công chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong báo luyện lần này. Các đồng chí ngồi đây, chúng ta sẽ được nghe các đồng chí phát thanh viên trực tiếp. Đồng chí Huyền, đồng chí Ngọc và đồng chí Tiên, ba đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ. Em ơi, mang vinh quang vào cho mọi người nè. Có đồng chí nào vừa thực hiện xong còn bị đau tay không ạ? Sưng lên này. Tôi không biết nó có sao không nhưng tôi chưa thấy sao. Mai là nó không sao à? Ngày mai là có sao rồi. Là hôm trước được. Xin mời đồng chí lên hát một bài. Thôi mình tay nhau nhưng mà mình không hát mình. Thật ra tôi cũng rất muốn đồng chí Cương hát cho mọi người nghe một bài hát trọn vẹn. Chứ chúng ta không hát trích đoạn hay là có thi thử gì ạ? Các đồng chí ơi, có đồng ý đồng chí Cương hát cho chúng ta nghe một bài không ạ? Ê, từ để tôi suy nghĩ ra nhá. Bên kia ngồi chơi vui quá ha.
mình phải đi thực hiện nhiệm vụ. Bên trái bên phải? Ôi tôi không nhớ đâu đồng chí ơi. Lên là. Đồng chí định hát bài gì? Tôi hát bài của tôi. Bài tên là bài của tôi à? Không, bài đấy là bài mà tôi chưa có ra mắt. Trời ơi, sẵn luôn. Bài đấy tôi chưa có ý định ra luôn mà. Nào mời các đồng chí thưởng thức tiết mục văn nghệ đến từ đồng chí Cương. Em nghe đồng chí Cương cái sợ thật sự đấy. Giới thiệu với các đồng chí là bài hát các khúc được mang tên là Tình yêu không như phim Hàn Quốc. Nghe cái tên gì mà thấm dữ vậy trời. Ok ạ, để tôi vận khí đang điền xong rồi tôi hát. Vô. Ta chia tay xin anh dừng lại, đừng đợi có chuyện đâu sai. Tự đánh mất chính yêu thương của mình, giờ đây oán trách ai. Muốn kết thúc trong yên bình, nhưng anh đã lặng thinh. Mặc cho mấy lời dằn vặt với nhau, bỏ hết ngoài tai để lòng không đau. Còn gì chưa nói thì xin hẹn kiếp sau, để mình luôn giữ những ký ức ban đầu. Cảm xúc đã cạn, hạnh phúc vỡ tan. Thật lòng em chỉ muốn xa anh trong vội vã. Tình yêu không như phim Hàn Quốc đâu, đừng nằm mơ có kết cục giống nhau. Anh tha thứ khi không thấy bằng lòng, và mong em xin lỗi mấy câu. Đã chia tay thôi anh đừng nói thêm, giờ tỏ ra yêu đôi để ai xem. Dù có quay trở về cũng chẳng lâu bền, trái tim em vẫn giữ những điều tổn thương, sao mà quên được. Hết rồi. Hay quá trời. Ngọt quá vậy trời. Hay quá chị ơi. Trời ơi, cái gì mà nghe mà chạm mà đau, trời ơi. Tôi thấy đồng chí Quân bình thường rất là hay đùa vui, nhưng mà đồng chí Quân rất là tập trung. Đồng chí Quân phát biểu cảm mặt đồng chí Quân nghiền ra. Mặt đồng chí Quân rất là phù hợp với tâm trạng thì phải. Đồng chí Quân cho ý kiến đấy. Đồng chí Quân sắp khóc rồi đấy. Sau khi nghe bài hát của đồng chí thì tôi cảm thấy rất mình trải qua 7749 mối tình thì rất là cảm động và nhớ lại người yêu cũ của mình đã về Hàn Quốc. Hiện tại thì cũng như em vừa đã sang bên Hàn Quốc và đúng như cái tên của bài hát của đồng chí thì nên tình như thế. Đồng chí Quân ơi, chương trình có phát sóng nha. Anh gửi gắm đến nhờ chương trình gửi gắm đến người yêu cũ. Người yêu cũ là một cái gì đấy thật là đau đớn không ạ? À? Tôi nghe tôi đau dùm cho đồng chí. Tôi nghe mà tôi đau. Đau hay là đau của mình? Đau dùm. Đau dùm thế à? Hay tâm can của tôi nó đảo lộn ấy. Hóa ra là tình yêu nó thật sự là không có được như phim Hàn Quốc đúng không mọi người? Nó không có được đẹp như phim Hàn Quốc đâu đúng không ạ? À? Đồng chí có nghĩ đồng chí sẽ ra MV không? À, tôi lúc đầu tôi là chỉ ra cái bài hát đấy thôi và quay một cái gì đấy nó đơn giản, nhưng mà nếu như mà mọi người mà thích thì chắc là tôi cố gắng. Phòng xin thông báo. Ô, đài phát thanh luôn. Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, sau đây kính mời thủ trưởng và các đồng chí đón nghe chia sẻ cảm nghĩ của các đồng chí sau nhập ngũ qua 7 ngày công tác tại lữ đoàn. Mời các đồng chí nghe hai MC trực tiếp của chúng ta chuẩn bị. Cái thở thật sâu sau tôi bắt đầu ấy. Ok. Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, trong buổi phát thanh hôm nay, tổ phát tin đội 11, liên đội 9 xin được gửi tới các đồng chí những cảm xúc của tiểu đội chiến sĩ mới tham gia khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài 8 ngày tại lữ đoàn. Từ khắp mọi miền đất nước, với những nghề nghiệp khác nhau, cá tính khác nhau, chúng tôi đã trở thành chiến sĩ đặc công của đội 11, liên đội 9. Mỗi chúng tôi đều in màu xanh áo lính và sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bước chân vào môi trường quân đội, chúng tôi đã phải đối mặt với cú sốc về tinh thần và thể chất khi trải qua những kỷ luật của quân đội, những bài huấn luyện. Khi gặp các chiến sĩ cũ, chúng tôi không nhớ nổi mặt từng người. Thế nhưng, sau 8 ngày đồng hành cùng nhau thực hiện mọi nhiệm vụ, chúng tôi đã ngày càng gắn bó thân thiết, thực sự trở thành đồng đội, đồng chí. Khó khăn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh. Gian khổ là cơ hội để tạo nên tình đồng chí, đồng đội sát cánh bên nhau. Chúng tôi đã nhớ hết tính cách,
cũng như là có những tình cảm dành riêng cho mọi người. Mỗi người trong chúng tôi đều đã dành những tình cảm đặc biệt, trân trọng đối với các đồng chí, đồng đội của mình. Sau đây sẽ là những chia sẻ về cảm xúc của 8 chiến sĩ mới dành cho các chiến sĩ cũ trong 7 ngày cùng hoạt động trong môi trường quân ngũ. Đồng chí hãy chọn một người trong này và phát biểu cảm xúc về người đó. Đồng chí Tú đi. Trần Tú. Tú là một người lính đặc công mà tôi nghĩ là một người rất là nhạy bén. Làm nhiệm vụ không cần phải nói. Nhìn nhau hay là đồng chí đã tự làm luôn. Tất cả các môn đồng chí đều rất giỏi. Đồng chí Tuyên hay nhắc bài, rất là dễ thương hay nhắc bài. Hai bạn dẫn đồng chí rất là giỏi về thể lực, rất là mưu trí. Mưu trí. Đức tài năng. Có thể đưa ra những chiến lược cho đồng đội của mình. Điềm tĩnh. Điềm tĩnh. Và đặc biệt là gì? Qua ngày hôm qua ta biết được đồng chí nhận nấu ăn rất ngon. Cũng vậy, nấu ăn ngon. Trong top nhất thì sẽ có là Vũ Tiến Dũng. Cái sự năng lượng của tuổi trẻ và sức khỏe của đồng chí ấy có những cái cú biểu diễn tràn trề năng lượng và có thể là quay lên hình rất đẹp. Tiếp theo đó là đồng chí Râm. Tôi ấn tượng bởi vì là đồng chí là một người rất kiệm lời, hay mắc cỡ và cái vẻ bề ngoài rất là hiền lành mộc mạc của đồng chí ấy. Còn đồng chí Hiếu là một người năng nổ, tham gia mọi mặt trận hoạt động, luôn luôn là người nhiệt huyết và muốn kết nối với tất cả các đồng chí chiến sĩ nữ. Đồng chí Quân luôn luôn muốn thích làm chủ các trò chơi. Wow. Khát khao quyền lực. Luôn luôn muốn làm ban giám khảo chứ không muốn làm người chơi. Đồng chí Hiếu thì tôi luôn luôn thấy là trong đồng chí Hiếu lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng, luôn luôn tham gia văn nghệ ý kiến với tất cả mọi thứ, nói chung là rất là xông pha. Kính thưa thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí, vừa rồi là những chia sẻ của các đồng chí chiến sĩ mới về các đồng chí chiến sĩ cũ. Bên cạnh đó, một người rất đặc biệt mà chúng tôi muốn nhắc đến là đồng chí Mũ trưởng. Một người nghiêm khắc, cương nghị. Và sau đây là những cảm xúc, những suy nghĩ của chúng tôi về đồng chí Mũ trưởng của mình. Nếu một ngày bạn làm Mũ trưởng, bạn sẽ làm gì? Chào các chiến sĩ, tôi, Mũ trưởng đội 1, đội 11, liên đội 9. Các đồng chí chiến sĩ mới tham gia khóa huấn luyện tại đơn vị thấy tôi là một người nghiêm khắc, cứng rắn và khó tính, không thích vui đùa. Lời lẽ đều là những mệnh lệnh và nhắc nhở, nhưng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đấy. Trái tim của tôi, tinh thần của tôi luôn đồng hành cùng với các chiến sĩ của mình. Tôi cũng là người, cũng có những cảm xúc vui buồn như các đồng chí. Nhưng ở cương vị một người chỉ huy, tôi cần phải làm gương cho tất cả mọi người. Tôi không muốn phê bình hay nhắc nhở ai đó. Tôi cũng không muốn phải làm tổn thương bất kỳ ai. Sau mỗi buổi huấn luyện khắc nghiệt, tôi cũng đầy trăn trở và suy nghĩ. Các chiến sĩ có thể ghét tôi, nhưng trong môi trường quân đội, kỷ luật luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Ai cũng có thể yêu nước theo cách riêng của mình, nhưng người lính thể hiện lòng yêu nước trên thao trường bằng sự hy sinh, tập luyện, sự cố gắng không ngừng nghỉ để luôn chắc tay, cầm súng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí có rèn luyện mới có thể trở thành những chiến sĩ đặc công ưu tú. Vì thế, dù rất muốn, rất đồng cảm, rất thương, nhưng tôi chỉ có thể giấu đi những cảm xúc cá nhân của riêng mình. Các chiến sĩ sẽ luôn chỉ thấy có một mũ trưởng mạnh mẽ, lạnh lùng, nghiêm khắc. Tôi rất mong các đồng chí chiến sĩ mới trải nghiệm ở lữ đoàn sẽ hiểu rằng trở thành một người lính đặc công là niềm vinh dự, tự hào, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đặc biệt tin tưởng. Là người lính, chúng ta không được phép yếu đuối. Chúng ta cần phải mạnh mẽ, quyết tâm, khó khăn nào cũng phải vượt qua, kẻ thù nào cũng phải đánh thắng. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Các đồng chí, có quyết tâm cùng tôi không? Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Kính thưa toàn thể các đồng chí, buổi phát tin về 7 ngày học tập tại Lữ đoàn 113 tới đây là kết thúc. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí giữ sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe. Chào thi đua, quyết thắng! Nhìn cũng chấn động quá đẹp hết trời. Happy birthday to you.
đồng chí mũi trưởng cho tôi phân lệnh. Đồng chí nhận tình huống T1 quân xanh bắt đầu thực hiện. Ủa là gì? Tôi bị tay. Bất ngờ nha. Bọn em tắm xong trong cái phòng của bọn em. Phòng bọn em có đồ gì bọn em biết. Làm thế nào đó mà các chiến sĩ đã mang được một cái thùng đồ rất là to bao gồm quà của mọi người từ phòng tắm của bọn em vào và bọn em được. Bởi vì mọi người là đặc công nên là có những kỹ năng riêng để mà mọi người có thể cho bọn em một cái bất ngờ thật sự. Báo cáo ông chị mũi trưởng cùng toàn thể các ông chí đáp lại cái tình cảm các ông chí thì hôm nay chúng tôi cũng có một món quà nhỏ. Ôi, cũng là kìa. Cái này là trò chơi là chiếc hộp ngẫu nhiên. Trong chiếc thùng này là có đủ tất cả những món quà mà các đồng chí chiến sĩ dành tặng ở đây. Chúng ta sẽ tiến hành bốc một món quà trong đấy. Trời ơi! Wow! Quá là cần thiết, trời ơi! Ai tặng em? Ai tặng em? Đồng chí Dỗ, cùng trẻ tuổi nhất, trẻ tuổi đôi. Đây, tôi xin được bốc quà. Có một người rất là chăm học và chăm đọc sách. Xin được món quà đồng chí Tuấn. Dạ, tôi thấy rất là bất ngờ bởi vì cái sự cô tay mê que của mọi người. Đây món quà rất phù hợp với ông bởi vì ông trước khi đến chương trình đó là sao ngủ tới 2 giờ chiều. Cầm nghĩ xem ở đây đồng chí nào như một chiếc đồng hồ. Cầm Hiếu à. Đáng người ta đại đi, người ta làm dán quá kìa. Ở đồng chí Hiếu có không? Đồng chí có thấy lúc nào tay còn như một chiếc kim đồng hồ không ạ? Kim đồng hồ. Mong các đồng chí nhìn thấy đồng hồ này nhớ lại những cái kỷ niệm mà đã qua. Là mất nhiều tưởng chọn quá ha. Và mấy cái giường của tôi là cái giường mà hả nó nóng nhất. Tôi là cái người năn nỉ mũi trưởng cho sử dụng cái quạt nhiều nhất mà không được sử dụng. Tôi đoán đây là quà của đồng chí đồng chí Lâm. Mát mẻ mà mát. Đúng rồi đồng chí Lâm. Đúng rồi. Ê cái gì vậy? Hình như là cái đó luôn á. Cái đó là cái gì? Tặng đúng người thật sự ấy. Ai kêu tôi sao gương lại bản thân đi vậy? Đúng nha. Đồng chí Quân có nói tôi một câu là có muốn soi cái mặt mình một tháng trước khi nhập ngũ trong người nào không? Thôi. Món quà của tôi. Thôi như tôi sắp xếp ở đây vậy đó. Trời có méo nha. Cái gì ấy? Tôi đi xin nước hoài à. Đúng rồi. Tôi còn đi xin cá nước người ta ngon. Đồng chí khi nhận cái bình nước này, đồng chí sẽ liên tưởng đến đồng chí nào ạ? Đồng chí nhận không? Hay là đồng chí Tuấn? Mà cái nội dung này ở bể bơi đồng chí thực hiện rất là tốt. Thế tôi gợi ý đấy. Đồng chí Tuấn. Còn hai đồng chí đúng không ạ? Hai đồng chí cùng bấm rồi. Hai cái hai bên đi. Trời ơi, cái thương này. Trời ơi, hôm nay Thùy Tiên xả tóc hợp lý quá à. Ê, dễ thương nghe, tôi thích mấy cái đồ dễ thương giống vậy á. May là em không nhận được cái quà. Ê, em giờ không biết kẹp sao luôn ấy. Cái món quà này phù hợp nhất tại Tiên là tóc dài nhất. Mềm mềm. Ê, cái này để tôi tập tay đúng không mọi người? Tôi biết chức năng của nó. Điều hòa hơi thở. Vậy hả? Tập
khí công á chị, để tập khí công á. Ôi nhưng mà cho tôi hỏi cái này thật sự là có tác dụng gì hả đồng chí? Như này người ta thực hiện ở trên mặt áo thôi. Bọn tôi hay đòi kem đúng không? Kem ngó. Kem ngó hả? Trời ơi, tinh tế, tinh tế. Cảm ơn đồng chí. Sau này, ngay cả khi các đồng chí nhìn lại, mong rằng các đồng chí sẽ nhớ về chúng tôi. Mũi 1, đội 11, Mũi Trường Dương. Trời ơi, sao mà hay vậy trời. Tặng quà cho mỗi người, mà đây là bóc ngẫu nhiên. Mà khi bóc ngẫu nhiên lên thì những món quà lại trùng khớp với những cái người cần nó nữa. Khi mà nhận được những cái món quà đó là bọn em còn cảm thấy là những cái món quà của bọn em không bằng quà của các chiến sĩ cơ. Các chiến sĩ thực sự là rất 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 để ý và quan tâm tất cả bọn em. Có những lúc rất thương các ông chí và các ông chí vậy. Cũng không làm gì được hơn. Một là muốn các ông chí tiến bộ từng ngày. Hai là muốn các ông chí vượt qua được nhiều cái hơn. Từ những cái nội dung mà các ông chí thực hiện, cách các ông chí xử lý các tình huống, các ông chí cũng là động lực để tôi phải học hỏi. Và khi mà tôi không nói chuyện, tôi hiểu được cái cảm giác cô đơn của mỗi người ở trong này. Là mọi người đã cố gắng nhiều như thế nào. Bọn tôi có 7 ngày ở đây. Xong bọn tôi cảm giác là trời vừa nhớ nhà, xong rồi vừa mệt. Còn tất cả các đồng chí thì luôn luôn nói với tôi là được hết, chắc chắn được. Luôn cho chúng tôi tin như bản thân mình á. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chết rồi, không có được chảy ra dưới đất. Mọi người đi đồ kia. Để cân ra, có trải cân cái màn ra. Trải cân cái màn ra.